Thưa quý vị, bài hát thứ hai, mời quý vị nghe bài hát tâm sự của những người con, những người con trai như Quốc Anh, nhưng cùng tuổi Quốc Anh đã một thời những ngày đầu xa quê hương, chỉ biết gửi tấm lòng của mình thăm hỏi mẹ hiền nhân mùa Vu Lan bằng một lá thơ mà thôi. Và đây là tâm sự được viết bằng thơ. Mời quý vị nghe ca khúc Lá Thư Vu Lan, cũng là sáng tác của Quốc Anh. Bạc nái đầu
ước mong mỗi lần Vu Lan về chốn đây, con được một bông hồng. Ôi tin yêu mẹ con đây, con nguyện đáp đền cảm ơn quý vị. Quốc Anh. Và mỗi lần mà chùa dự pháp hay chùa điều ngự có chương trình văn nghệ thì chúng ta đều nhìn thấy có nam ca sĩ Quốc Anh, một người rất là dễ thương với đạo pháp. Ai cầm dễ thương hơn đúng không, phải không quý vị? Quý vị còn ngại ngùng gì nữa, cho một tràng pháo tay thật thật lòng là nồng nhiệt cho MC duyên dáng của chúng tôi. Cảm ơn chị nha, mèo khen mèo mới dài đuôi. Và kính thưa quý vị, sau đây Ái Hồng xin kính mời quý vị thưởng thức một giọng ca rất là tuyệt vời. Có thể nói là một giọng ca vượt thời gian. Không phải là Ái Cầm mà tất cả quý đồng hương ở đâu khắp nơi cũng đều yêu mến tiếng ca của chị. Xin quý vị một tràng vỗ tay chào đón nữ ca sĩ Giao Linh. Cái đó hay luôn. Dạ. Và chính tôi xin giới thiệu các sự hiện diện của thầy Ba Cầu Bóng. Giao Linh xin được kính chào quý khán giả thân mến. Và hôm nay Giao Linh rất là hân hạnh có mặt ở đây để gặp gỡ quý khán giả và hát những nhạc phẩm nói về mùa Vu Lan, những bài hát ca tụng tình mẹ đã dành cho con. Và sau đây với phần trình diễn của Giao Linh, một bài hát của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Giao Linh xin được kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Ca Dao Tình Mẹ. Giao Linh mời quý vị cùng nghe, cùng thưởng thức. Xin cảm ơn. Thank you.
Giao tình mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh. Gia Linh xin được cảm ơn quý vị, cảm ơn cho tình cảm mà quý vị đã dành cho Gia Linh. Và sẽ đi một lần nữa cũng để ca tụng công đức của mẹ mình. Thì Gia Linh xin được kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lòng Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Gia Linh mời quý vị cùng nghe. Xin cảm ơn. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp bột, như đường mía lao. Xin tặng một bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ, và một bông hồng trắng cho những ai đã mất mẹ.
mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội reo cho mưa gió không quạng thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bác mai đau buồn phiền. Ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền nằm rất xin được cảm ơn quý vị và rất là mong sẽ có được nhiều dịp trở về đây hát và gặp gỡ quý khán giả thân mến. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị.